Ở đây có ai là fan của Fujifilm không? Trên tay Chi là Fujifilm X-T4 kèm theo chiếc lens 50. Combo này mà chụp chân dung, make up, thời trang đời thường hơi bị đỉnh nha. Muốn biết đỉnh cỡ nào, qua Chi cầm máy test vài tấm ảnh nha. Đây là dòng máy mirrorless của Fujifilm, có thiết kế rất là cổ điển. Fuji trang bị màn hình cảm ứng, xoay gập đa góc, mọi người có thể dễ dàng chinh phục những góc khó khi mà chụp ảnh hay là quay phim. Chiếc lens của Fuji có đường kính khá là nhỏ gọn, trông rất là đáng yêu. Fujifilm X-T4 có bán tay cầm nhô ra để mọi người có thể cầm nắm dễ dàng hơn. Cái vòng xoay này đều hỗ trợ các bạn thao tác nhanh, tinh chỉnh khi mà chụp ảnh và quay video. Đây là dòng máy đa dụng, có thể vừa phục vụ nhu cầu cá nhân của các bạn cũng như là có thể làm nghề được. Máy được trang bị các vòng xoay chỉnh bù trừ phơi sáng, vòng xoay chỉnh tốc độ chuyển nhanh giữa chụp ảnh tĩnh và quay video, kèm theo đó là các chế độ như là HDR và chụp với bộ lọc màu sắc. Máy được trang bị khe cắm đèn flash, bên hông thân máy là các cổng HDMI, sạc nhanh Type-C cũng như là cổng cắm micro. Như mọi người có thể thấy, ngoại hình của Fujifilm X-T4 có phần lớn hơn so với X-T3 bởi vì Fujifilm đã đặt cách trang bị cho X-T4 một viên pin khá to, chụp và quay thoải mái hơn. Mọi người có thể dễ dàng mang theo và sử dụng cả ngày dài cũng được nè.